Này mọi người, đừng bỏ qua lượng protein hàng ngày của bạn nữa nhé. Protein không chỉ là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn. Nó có thể là vũ khí bí mật giúp bạn chống lại chứng đau lưng đấy. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Protein có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau lưng và cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Cùng tìm hiểu cách thức như thế nào nhé. Hãy cùng khám phá những cách mà protein có thể giúp bạn đối phó với chứng đau lưng. Đau lưng có thể bắt nguồn từ nhiều vấn đề khác nhau: thoái hóa cốt sống, thoát vị địa đệm, viêm cơ, bệnh khớp, thậm chí là rối loạn nội tiết. Những vấn đề này có thể gây ra đau đớn và hạn chế khả năng vận động của bạn. Mặc dù protein không trực tiếp chữa khỏi đau lưng, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của bạn. Protein giúp cơ thể bạn có đủ dưỡng chất để tự sửa chữa và phục hồi. Đầu tiên, protein giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp. Cơ bắp khỏe mạnh có thể hỗ trợ cột sống và giảm áp lực lên các địa đệm và khớp. Đau lưng thường hạn chế khả năng vận động, dẫn đến mạch cơ. Khi bạn không thể di chuyển nhiều, cơ bắp của bạn sẽ yếu đi, làm cho tình trạng đau lưng trở nên tồi tệ hơn. Bằng cách tiêu thụ đủ protein, bạn có thể duy trì, thậm chí tăng cường cơ bắp, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn và giảm đau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị đau lưng mãn tính. Thứ hai, protein giúp phục hồi các mô bị tổn thương. Khi bạn bị đau lưng, các mô như xương và cơ có thể bị tổn thương và cần thời gian để phục hồi. Các axit amin trong protein hỗ trợ quá trình phục hồi xương và cơ bị ảnh hưởng bởi đau lưng. Chúng cung cấp các khối xây dựng cần thiết để cơ thể bạn tự sửa chữa. Thứ ba, protein có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm, một thủ phạm chính trong nhiều trường hợp đau lưng, đặc biệt là viêm cơ và khớp. Viêm có thể gây ra đau đớn và làm cho tình trạng đau lưng trở nên tồi tệ hơn. Bằng cách tiêu thụ đủ protein, bạn có thể giúp cơ thể kiểm soát tình trạng viêm và giảm đau. Điều này có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Cuối cùng, protein cung cấp năng lượng cần thiết. Khi bạn bị đau lưng, việc duy trì năng lượng và sức khỏe là rất quan trọng để đối phó với cơn đau và duy trì hoạt động hàng ngày. Nó giúp bạn duy trì hoạt động và sức khỏe, điều quan trọng để đối phó với chứng đau lưng. Bằng cách duy trì một chế độ ăn uống giàu protein, bạn có thể giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động và phục hồi. Hãy nhớ rằng, chỉ riêng protein sẽ không chữa khỏi đau lưng. Để có kết quả tốt nhất, bạn cần kết hợp protein với các phương pháp điều trị khác và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có chẩn đoán và kế hoạch điều trị chính xác. Bác sĩ của bạn có thể giúp bạn xác định lượng protein cần thiết và cách kết hợp nó vào chế độ ăn uống của bạn. Đảm bảo bạn đang nạp đủ lượng protein phù hợp với sức khỏe và mức độ hoạt động của mình, từ nhiều nguồn khác nhau như thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Sự đa dạng trong nguồn protein sẽ giúp bạn có đủ các axit amin cần thiết. Kết hợp việc bổ sung protein với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ đau lưng. Tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để quản lý và ngăn ngừa đau lưng hiệu quả. Bác sĩ của bạn có thể cung cấp cho bạn các lời khuyên và phương pháp điều trị phù hợp nhất. Tóm lại, mặc dù protein không phải là phương thuốc chữa bách bệnh, nhưng nó hỗ trợ quá trình phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Bằng cách kết hợp protein với các phương pháp điều trị khác, bạn có thể giảm đau lưng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Hãy đảm bảo bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn cùng với các phương pháp điều trị khác theo lời khuyên của bác sĩ. Điều này sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong việc quản lý và giảm đau lưng. Chúc bạn luôn khỏe mạnh. Hãy chăm sóc bản thân và đừng quên bổ sung đủ protein mỗi ngày để có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.